À, dạ con xin kính chào và kính chúc sức khỏe tất cả quý cô chú anh chị và các bạn. À, chào mừng quý cô chú quay trở lại với kênh cũng như là quay trở lại với nhà vườn Hoàng Nam để mình giao lưu. À, nhà vườn Hoàng Sơn chứ cô chú ha. Thì hôm nay nhà vườn cũng mới về một cái lô cây mới. Đó, rất là nhiều cây đẹp ha để cho mình chơi trong cái dịp Tết này. Có tùng nè, có mai châu thủy, đặc biệt hôm nay mai châu thủy đẹp lắm quý cô chú ơi, linh sam nữa. Rồi con mời quý cô chú cùng gặp lại MC dễ thương quen thuộc anh chào Tiền ha. Dạ. Em mến chào quý cô chú anh chị đang xem kênh bonsai lục tỉnh miền Tây. Hôm nay thì em giới thiệu với quý cô chú anh chị mình vài dòng cây bonsai hầu như là đã thành phẩm. Dạ đây, em đến mã đầu tiên hôm nay là mã A nha quý cô chú anh chị. Rồi, mã A em ha. Hôm nay là mã 1A là một cây sam hương Đài Loan ạ. À. Ồ, một cây sam hương rất là đã luôn quý dạ, chú ha. Cây sam hương Đài Loan. Quái. Đây là một cốt hai thân nha quý cô chú anh mà chị. Hai thân này nó dạ, rất là khác biệt. Dạ. Chiều cao của cây này là 53 ạ. À. Dạ. Cái tán rộng nhất là 80 ạ. À. Rồi, dạ hai thân này nè cô chú. Dạ, thân này rất là đẹp luôn ạ. À. Cây rất là độc đáo luôn. Nó dạ, quấn hai thân. Dạ. Song song song. Em đo như cái là thân nó song sinh vậy đó. Dạ. Thân em đo thẳng thước dây luôn là 27 ạ. À. 27 em dạ, ha. Cây sam hương Đài Loan này em giao lưu với quý cô chú anh chị mình là 3.700.000 đồng. Đây, cây này đi thì em sẽ giúp chậu nha cô chú anh chị. Bên rồi, em thì luôn luôn bao phí ship cho mình. Tay cành lớn nha quý cô chú. Dạ, ấm bệnh hết trơn ha. Sam hương thì mình lùa cái tay lên á, mình ngửi rất là thơm luôn. Dạ. Lâu lâu quý cô chú đi qua đi lại hay mình đưa tay lên mình rờ nó một cái là thơm phức luôn. Dạ dạ. À, số điện thoại liên hệ với em là 0967979438, đó cũng là số Zalo của em luôn. Cái này liên hệ thì sẽ gặp em. Thay cái chậu đẹp cái nữa là chơi thôi. Dạ. Rồi đổi luôn em ơi. Dạ. Rồi tiếp tục luôn. Tiếp theo thì là em cũng có một cái sam ạ. Đây, cầm này là đây, sam ạ. Mã 2A, cây một cây sam siêu bông ạ. Hôm nay hàng to lớn em ha, dạ, hôm hàng nay đẹp. Hàng to lớn và dạ, cây hết rồi anh. Rồi. Dạ. Chiều cao của cây này em đo như thế này là 56 ạ. À. Cái tán rộng nhất là 81 ạ. À. Mã 2A. Cái này thì là cũng là một cốt hai thân luôn nha quý một cô chú anh chị. Hai thân. Dạ. Nó, hai thân nó cái nó quyện với nhau bay qua đây ạ. À. Dạ. Nhìn độc đáo lắm quý cô chú. Thân của cây này là 20 ạ. À. 20, đặc dạ, biệt là cây này đế đẹp luôn. Dạ, cây này đế rất là đẹp luôn ạ. Đó. Đây. Mã 2A này em giao lưu với quý cô chú anh chị mình là 1.700.000 đồng. À, cây này đi thì em sẽ cũng mới úp chậu cho mình ạ. À. 1.700.000 em ha. Dạ, cái này đóng 7. Cái kiện to lắm đây ha đây cô chú. Đây đóng cái kiện khá là to luôn. Bên em thì sẽ đóng qua thùng xốp gửi đi cho cô chú anh chị mình ạ. À. Rồi, 1.700.000 dạ, tiền ha. Cây này thì cốt cành nó cũng lớn lắm. À. Rồi, đổi giúp anh luôn. Dạ. Tiếp theo là em có và dòng cây mai chiếu thủy chung nu giao lưu với quý cô chú anh chị mình ạ. À. Yeah. Đây là mã 3A, một cây mai chiếu thủy chung nu ạ. À. Nó ra bông rộ bông là vậy dạ, nè quý cô chú. Rộ bông hết rồi. Cái này rộ bông rất đẹp luôn. Dạ. Chiều cao của cây này là 74 ạ. À. Giá thì cũng rất tổng là dễ chơi. Tổng rộng nhất là 60 ạ. À. À. Mã 3A này em giao lưu với quý cô chú anh chị mình là 1 triệu đồng ạ. À. 1 triệu thôi em hả? Dạ 1 triệu thôi anh. Cây rất là to luôn quý cô chú. Đây là một cốt hai thân nha quý cô chú anh chị. Em sẽ đo tổng hai thân như thế này là 28 ạ. Rồi. Đây, mình sẽ đo một cái thân cho như thế này cho quý cô chú anh chị mình tham khảo ạ. Một còn một cái thân của nó như thế này là 18 ạ, cây bên đây em nghĩ là 17. Rồi, dạ, nu đặt hết trơn hết dạ, quý cô chú, nu đặt hết và bông full bông vậy nè. Dạ. Cái này thì mình mã về là 1 triệu 8 nha cô chú. Cây hết này đi thì em cũng sẽ rút chậu luôn ạ, tại vì cái chậu xi măng của nó rất là dở luôn. Rồi. Em sợ là trong quá trình vận chuyển thì nó sẽ bể chậu và nó ảnh hưởng tới cây ạ. À. Mình chơi hết được bông này mình cắt mình chơi Tết bình thường ha quý dạ, chú. Này ra bông liên tục. Dạ. Rồi đổi luôn dạ, em tiếp theo là mã 4A cũng là một cây mai chiếu thủy trung nu luôn, dạng rồi, này là dạng dáng này là dáng giống như là cụm rừng nha cô chú. Cụm rừng em ha. Dạ. À, nguyên một cái rừng mai chiếu thủy dạ, 245 thân luôn, ngủ dạ, phúc luôn của cô chú. Chiều cao của cây này là 61 ạ. À. Rồi. Em đo cái tán rộng nhất như thế này là 63. Cái này người ta nuôi cũng lâu lắm, nhà vườn nuôi lâu lắm mới được ra dạ, mấy cái rồi, tay này đúng. Mịn màng ha, cho hoa em rất là đẹp. Em đo tổng 5 thân cho quý cô chú anh chị mình tham khảo ạ. Tổng hết luôn như thế này là 47 ạ. À. Dạ. Em đã có chữ hao rồi nha. Dạ, mã 4A này em giao lưu với quý cô chú anh chị mình là 850 ạ. À. 850 thôi em dạ, à, em đo một thân này giúp dạ, anh. Dạ, đây em sẽ đo một cái thân đại diện ạ. À. Thân này to nhất đó quý cô chú. Thân này to nhất như thế này em đo là mình tính 15 đi ạ. À. Rồi, 15 em ha. Dạ, 16 thân 15. 850 thôi em ha. Dạ, cây này chỉ có 850 thôi. Rồi. Cây này đi thì em sẽ tiến hành quấn bầu gửi đi cho mình nha. Dạ. Dạ. Tiếp theo là mã 5A ạ. Mình để trang trí quán đồ cũng hay dạ, lắm quý cô chú. Rồi đổi luôn. Dạ, tiếp theo là một mã 5A cũng là một cây mai chiếu thủy dạng trung nu luôn. Rồi. Chiều cao của cây này em đo như thế này là 66 ạ. À.
cây trung nu này già nó đẹp. Cũng một cốt hai thân nha cô chú. Đó, sum xê luôn quý cô dạ. chú ơi, đầy đặn luôn. Sum xê đầy đặn luôn. Dạ. Cây này thì bông rất là nhiều luôn ạ. Dạ. Dạ đây. Em sẽ đo một cái thân đại diện, thân chính của nó là 18 nè. 18 x 19 nè. Cái thân cốt lớn ha, thân này cốt dạ. lớn. Mã cho nó ngay lại ha. Mã này em giao lưu với quý cô chú anh chị mình là 850.000 đồng ạ. 850 luôn em hả? Dạ 850. Cái này đóng cái thùng to đùng. Cây này thì đóng cái thùng rất là to. Phí luôn. Ship cũng cao lắm đó quý dạ. cô chú ơi. Cây này thì có vài cái mạch cắt mà nó kéo dài hết rồi nha quý cô nhà chú. Nhà vườn bán chị. Cho mình chơi Tết luôn, dạ, cuối mãi luôn, cuối năm luôn. Rất là đẹp. Dạ, 850 thôi dạ, một cây to vật vả luôn. Dạ. Rồi, đổi luôn tiền dạ. ơi. Dạ, quý cô chú ủng hộ cho nhà vườn hiếu chú. Số điện thoại trên màn hình. 6A cũng là một cây mai chứa thủy trung nu. Dạ. Cây này thì cũng là một cốt hai thân nha quý cô chú anh chị. Chiều cao của cây này là 50 ạ. À. Em đo cái tán rộng nhất như thế này là nó 51 ạ. À. Dạ đấy. Thì em sẽ đo một cái thân đại diện cho quý cô chú anh chị mình tham khảo ạ. À. Em nói thẳng thước dây luôn là 18 mà. Tổng hai thân của nó như thế này là 25 mà. Mã 6A này em giao lưu với quý cô chú anh chị mình là 750.000 đồng mà. Bên em thì luôn bao phí ship cho mình ạ. À. Cô chú anh chị mua hàng trên YouTube thì lưu ý nhớ kích thước mã cây giúp em nha. Để mình tránh tình trạng lộn cây ạ. À. Hoặc là liên hệ số điện thoại 0967979438. Đó cũng là số Zalo của em luôn. Rồi. Các bạn Zalo với em thì em sẽ bổ sung hình ảnh cho mình tham khảo cho em nha. Tiếp theo là mã 7A. 7 nè. Đây cũng là một cây mai chứa thủy trung nu. Cây này thì là một thân lên 4 cốt, một cốt lên 4 thân nha cô chú anh chị. Dạ. Rất nó là đẹp luôn. Giống như cụm rừng nữa. Dạ giống ơi. Như cụm rừng luôn ạ. À. Chiều cao của cây này là 60 ạ. À. Hôm nay mai chứa thủy đẹp quá. Tán rộng nhất như thế này là 62 ạ. À. Dạ. To đẹp mà giá thì cũng khá mềm mại thôi quý cô chú ơi. Dễ chơi. Tổng 4 thân như thế này là 49 ạ. À. Em nói thẳng thức dây luôn là 49 gần 50 ạ. À. Thử đo cái thân lớn luôn đi tiền ơi. Em sẽ đo cái thân lớn nhất luôn ạ. À. Thân lớn nhất của nó là 14 ạ. À. Mã bé A này em giao lưu với quý cô chú anh chị mình là 750.000. 750 thôi. Dạ 750 thôi ạ. À. 750 thôi. Hoa một cây to đẹp luôn. Rất là nhiều luôn ạ. À. Về chơi Tết luôn ha quý cô chú. Dạ. Mà chơi Tết xong mình chơi hoài luôn. Cây này rồi. Nó rất là xiên hoa. Chơi hết Tết năm nay tới Tết năm khác luôn. Dạ. Tiếp theo là cũng là một mã 8A ạ. Cây này thì rồi, cây này cụm rừng nha. Cụm rừng quá đẹp dạ. luôn. Cụm rừng quá đẹp luôn ạ. Cụm rừng cây thân tuy nhỏ nhưng mà nó đúng chiều cái... cao của cây này là 55 ạ. Cụm rừng luôn quý cô chú ha. Đó. Cái tán rộng nhất của nó là 57 ạ. Sum xê luôn quý chú, thay cái chậu đẹp cái nó là nhìn cái cây này rất là đã em luôn. Em sẽ đo cái ngay đây ạ. À. À, đây. Tổng như thế này là 40 ạ. À. Ở đây thì nó có 2 4 6 8 9 thân ạ. À. 9 thân luôn em dạ, ha. 9 thân ạ. À. Rồi, 9 dạ, thân. Mã 8A này em giao lưu với quý cô chú anh chị mình là 750.000 đồng. Giá thì rất là dễ chơi luôn ạ. À. Cây đẹp luôn nha quý cô chú. Dạ, cây này về mình thay chậu vô mình chơi Tết rất là đẹp luôn nha. Rồi. Dòng này thì em nó rất là xinh hoa. Để ngay đây giúp anh. Dạ. Đây, đây đúng cái dáng cụm rừng dạ. luôn nè quý cô chú ha. Đó. Rồi. Nhìn rất là đã luôn. Dạ. Rồi 750 thôi dạ, quý cô chú ơi. 750 thôi ạ. À. Bên em thì luôn luôn bao phí ship cho mình. Rồi, đổi vô dạ. luôn em. Tiếp theo là mã 9A cũng là một cây sam ạ. Rồi, mình tới sam ha, dạ, hết mai chú thủy ha. Sam rồi ạ. Sam. Dạ. Sam siêu bông. Chiều cao của cây này là 44 ạ. À, rồi cái tán rộng nhất đó. Như thế này là 40 ạ. À. Cây này thì tay cành lớn dạ. hơn cô chú dạ, già dạ, cây rồi ạ. Rồi, cái đế của nó là... cũng rất là đẹp ạ. À. Giá của nó là 900 ạ. À. Đây. Thân của cây này em đo thẳng thước dây cho mình là 19 ạ. À. 19. Là, dạ 19 một cây sam siêu bông rất là đẹp luôn. Dòng này thì rất là khỏe ạ. À. Mã 9A là 900 nha cô chú. Nha lô dưới mình là 900. 900 ngàn thôi quý dạ, chú ơi. 900 ngàn thôi ạ. À. Tay cành nó lớn bằng ngón dạ. tay mình hết trơn à. Dạ. Đây. Dạ hết trơn à. Vô dạ. về thay chậu là. Dòng này thì rất là xuyên hoa. Rồi đổi luôn tụi ơi. Rất là khỏe luôn ạ. À. Tiếp theo là mã 10A cũng là một cây sam siêu bông ạ. À. Bông cây này còn dữ dội hơn nữa. Dạ đây. Bông của nó rất là đẹp luôn. Chiều cao của cây này là 41 ạ. À. Em đo cái tán rộng nhất như thế này là 45 ạ. À. Bông nó rất là đậm hay không cô chú? Màu tím nó đậm. Rất là đậm. Đây. Thân em đo tại vị trí này là 16 ạ. Dạ. Đây là em đo tại vị trí cái cũng này là 30 ạ.
Bản 10A này em giao lưu với quý cô chú anh chị mình là 900.000, 900.000 đồng. 900 luôn em ha. 900. Này về tháo dây được. Bên em siết dây luôn mà. Phải ship cho mình á. Mình về mình tháo dây ra cũng được mà mình để dây mình uống cái dáng khác cũng được luôn ạ. Màu tím rất đẹp luôn. Dạ, màu tím. Tím đậm luôn. Dạ. Rồi, đổi luôn em ơi. Đây, cũng tiếp theo là một cây sam mà dáng này thì dáng bonsai để bàn nha cô chú anh chị. Mã 11A. Bộ đế đẹp luôn quý cô chú ơi. Dạ. Đế dung đẹp luôn, như sắp. Cây này về vô chậu rất là đẹp luôn. Chiều cao của cây này là 21, cái tán rộng nhất như thế này là 40 ạ. Rồi. Và đây cây này cái bệ đế rất là đẹp luôn ạ. Nó phủ hết bề mặt ở đây luôn. Rồi. Dạ. Đế sắp luôn á quý cô. Dạ. Thân của cây này là 18 mà mã 11A này em giao lưu với quý cô chú anh chị mình là 1 triệu đồng ạ. Cây này 1 triệu luôn em ha. Dạ 1 rồi. Triệu thôi ạ. Dừng dừng đây giúp anh ha. Dạ. Nhà vườn nuôi tai cành lớn hết trơn ha. Dạ. Quý chú. Cây thì liên lạc. Cây thì liền lạc mình lạnh. Một cốt tàn đa. Dạ. Rất là dễ thương luôn, nhỏ nhỏ nhưng mà dễ thương lắm. Mình ép chậu đẹp vô là chơi. Dạ, mình về mình cây bên em hầu như là đã thuần chậu ạ. Rồi, 1 triệu với cô chú. Dạ, ơi. Dạ, 1 triệu ạ. Dạ rồi, đổi luôn. Dạ rồi. Tiếp theo là mã 12A, nó cũng giống như cây vừa gọi là dán sam bonsai để bàn ạ. Quý cô chú thích cái dòng mà lùng lực chơi mấy cây này ha. Dạ. Tay cành lớn nha quý cô chú, chứ không phải chiều mới chiều cao nuôi. Của cây này là 15 ạ. Tán em đo như thế này là 42 ạ. Dạ. Mã 12A này em báo giá luôn là 1 triệu đồng ạ. Cũng đế sắp luôn. Dạ. Mình thân của nó là 17 ạ. Đế này đế sắp rất là đẹp nha cô chú anh chị. Rồi, em dạ. quay cái mặt trống bên kia cho anh thấy cái tường thân. Đây. Đó. Đây. Cây này nếu mà mình nhìn đế kỹ thì nó đang cho hoa nha cô chú anh chị. Rồi, dạ. Nó đang búp nụ hoa dạ. luôn. Dạ. Mã 12A này, chơi này tết luôn là 1 triệu đồng ạ. Thay chậu chơi tết luôn. Rồi, 1 triệu đồng luôn. Dạ, 1 triệu đồng ạ. Rồi, đổi giúp anh luôn ha. Dạ. Tiếp theo thì em có một cây trang ạ. À, tới trang hả? Dạ. Trang sen hả dạ, cô chú? Dạ, trang ạ. Tiếp theo thì mình tới trang nha cô chú anh chị. Mã 13A. Một cây trang sen. Chiều cao của cây này là 22 ạ. Rồi. Tổng để em đo như thế này là 26 ạ. Cái này là chơi mã 13A này em giao lưu với quý cô chú anh chị mình là 800.000 đồng. 800 ha. Có dạ, định 800. Hình sẵn nha quý chú, có định dạ. hình nước dây rồi. Dạ có kẽm sẵn. Dây mình nuôi thêm thôi. Này dạ. chơi cụm với củ à. Dạ, cây này thì rất là đẹp, nhìn rất là quái luôn. Rồi. Cây thì lành lặn và liền lạc nha cô chú anh chị. 800 em ha. Dạ 800 thôi ạ. Rồi, đổi giúp anh luôn. Số điện thoại liên hệ với em là 0967979438. Đó cũng là số Zalo của em luôn ạ. À. Rồi, dạ. tiếp tục luôn Tường ơi. Dạ, tiếp theo là mã 14A cũng là một cây trang đỏ ạ. À. Rồi, trang sen đỏ dạ, nha quý cô chú. Trang sen đỏ ạ. Trang sen cây đỏ này đây, đen hoa đây. Hoa nha cô chú anh chị. Chiều hoa cao của cây này lâu. Là 21 ạ. Bền lắm nha cô chú. Tán ngang như thế này là 28 ạ. Đó. Dạ vậy, mã 14A này em giao lưu với quý cô chú anh chị mình là 800.000 đồng. Này, 30... củ của nó như thế này là 33 ạ. 33 em ha. Dạ 33, cây này thì cũng rất là đẹp luôn. Này rất là dễ chơi nha cô chú. Về mình sang chậu mình ép chậu khác thì nó cũng rất là đẹp tại vì nó đang ra hoa ạ. Rồi. Bên em cây thì hầu như là đã thuần chậu ạ. 800 em ha. Dạ 800. Rồi đổi luôn. Dạ. Tiếp theo em cũng có một cây trang sen tiếp theo nữa. Dạ cây trang sen đỏ ạ. Đây đây. Này cây này như một cốt em cô chú. Dạ cây này là một cốt ạ. Chiều cao em đo như thế này là 15 ạ. Rồi cao 15. Dạ tán ngay như thế này là 25 ạ. Mã 15A này em giao lưu với quý cô chú anh chị mình là 750.000 đồng mà bên em thì luôn luôn bao phí ship cho mình. Rồi, cây này về dạ. mình chơi Tết được luôn quý dạ. chú ha. Những cái búp nụ này ha quý dạ. chú. Đó. Cây này đây búp nụ rất là nhiều luôn ạ. Cái hoa này quý cô chú để qua Tết chưa tàn nữa đó. Dạ. Hoa này mấy tháng là 2-3 tháng là quý cô chú. Rồi. Hoa của nó cũng 750 em hả? Dạ 750 thôi anh. Cái rất là dễ chơi luôn. Đổi luôn giúp anh dạ. ha. Dạ, tiếp rồi, tiếp tục mình có cây gì đây? Mã số 16A là kim. Một cây kim sa tùng ạ. Tùng kim sa ha, dạ. kim sa tùng. Dạ. À, một cây một cốt của cô chú ơi, cây dạ. bonsai để một bàn. Cốt, dạ. Chiều cao của cây này là 20 ạ. À. Tán em đo cho mình là 33 ạ. 400 thôi em hả? Dạ cây này thì giá là có 400 thôi anh. 400 thôi. Đây em đo một cái hàng chính nha. Cái hàng chính của nó như thế này là 13. Dạ. Kim sa tùng. Tổng giá này luôn là 19 ạ, một cây kim sa tùng. Mã 16A là giá là 400.000 đồng, giá rất là dễ chơi luôn ạ. 400 thôi em à? Dạ 400 thôi anh. Rồi, ship toàn quốc luôn. Dạ em ship toàn quốc luôn. Rồi, đổi luôn. Em bao cái ship cho mình trên mọi kim miền đất nước thì luôn. Kim sa tùng thì cái lá nó đẹp luôn dạ, ha chú. Tiếp lá theo là mã 17A, cũng là một cây kim sa tùng. Chiều cao của cây này là 16 ạ. À. Tán em lo cho mình là 26 luôn.
Cây này thì cũng có giá là 400 nghìn đồng ạ. 400 thôi. Dạ. Tròn xe mình luôn. Mình cây này là 20 ạ. Dạ. Giá thì rất là dễ chơi nha. Về mình để bàn hoặc là rong rêu vô đây nè cô chú, nhìn dạ. Nó đẹp lắm. Dạ. Nó như cây thiên nhiên. Dạ. Cây này về để bàn hoặc là để bàn phòng khách, bàn làm việc rồi cũng rất là đẹp ạ. 400 thôi em ha. Dạ 400 ha. Bên rồi đổi luôn. Ba phí ship cho mình nha. Dạ đây. Dạ đây, tiếp theo là em có một cây tùng. Cây tùng. Tùng vạn niên ha. Dạ. Vạn niên tùng. 18 à. Cây này thì rất là cao luôn ạ. Rồi, cây này đang ra lộc. Chiều cao của đẹp. Cây này em giơ thước lên đi anh nhắm nha. Nó tầm khoảng mét mét rưỡi của cô chú dạ, ơi. Mét rưỡi. Dạ, mét rưỡi. Mét rưỡi rất là cao luôn ạ. À. Cây này đi thì đóng một cái kiện rất là to. Đang luôn. Đang ra lộc của cô chú ha. Dạ. Mình nhìn nó rất là đẹp luôn ạ. Chơi ngay Tết luôn. Dạ. Thân em đo tại vị trí này là 13 ạ. 13. Rồi. Còn dưới này em đo như thế này là cho nó 25 đi nha. Rồi. Mã 18A này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.800.000 đồng. Quý cô chú về mình tháo dây ra mình sắp dạ, lại nó tròn xe luôn á cô chú. Tại vì cây này là một cây thường chậu, trong chậu ha. Cây hoành nhỏ nhưng mà cây già cây lắm á. Dạ, bên em thì dây nó siết. Cây là đó, siết dây nó ha. Dạ. Về sắp bung cái tàn này ra tròn xe luôn. Nhìn đẹp lắm, như cây thông. Rồi 1.800.000 em ha. Dạ, cây thì liền lạc nha quý cô chú. Cây này đi thì em sẽ tiến hành quấn bầu gửi đi cho mình ạ. Rồi. Dạ. Rồi đổi luôn em dạ, ơi. Tiếp theo là mã 19A cũng là một cây tùng. Này. Rồi cây này thì là mình chơi lũa nha cô chú anh chị. Chơi phong cách lũa ha. Dạ, quý cô chú thích lũa thì mình sẽ quét thuốc lũa lên đây. Dạ. Đó. Chiều cao của cây này là 115 ạ. Rồi. Nhiều người mình còn tạo lũa nữa, còn cái này là dạ. Lũa sẵn nè quý cô chú, mình chỉ cần làm theo cái đường lũa của nó thôi nè. Đây, dạ, lũa tự lũa nhiên luôn. Rất là đẹp luôn. Hình thân của cây này là 21 ạ. Đó. Cây này rất là đẹp luôn. Cây cạo cạo cây thêm ha. Mã 19A này em cũng giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.800.000 đồng ạ. Rồi. Đây. Nguyên một cái đường lũa nó chạy dọc theo cái thân ha. Nhìn rất là đã luôn cô chú. Lũa này nó cũng con tay cành cây này lớn ha. Kéo cũng dài khá lâu. Quý cô chú anh chị. Vậy nè. Đó. Nhìn rất là đẹp luôn. Về quý cô chú anh chị mình cắt để thêm thì nó cũng rồi 1.800.000 luôn em dạ, ha. Dạ 1.800.000 ạ. Về mình xải dây ra giúp em nha. Rồi đổi luôn em dạ. Ơi. Tiếp theo là mã 20A cũng là một cây tùng luôn ạ. À được có cây tùng bonsai dạ. Hả? Đây, dạ. Cây bonsai luôn. Cây này cũng là cây cuối clip của em luôn ạ. Rồi, một cây vạn niên tùng bonsai quý cô chú. Dạ. Chiều cao em đo như thế này là 70 ạ. À. Nhìn nó cũng già. Cái tán rộng nhất em đo như thế này là 81 ạ. À. Cây này thì rất là dài cây và đẹp luôn. Thân của cây này là 14 ạ. À. Mã 20A này cũng là mã cuối clip của em. Em giao lưu với cô chú anh chị là 1.200.000 đồng. Cây này đi thì em sẽ tiến hành quấn bầu gửi đi cho mình nha. Cây này đi em sẽ rút chậu 1 triệu 2 thôi hết dạ, tiền ha. Dạ 1 triệu 2 ạ. À. Cây thì liền lạc nha quý cô chú. Em. Dạ. Rồi cây cuối luôn tiền dạ, ha. Cuối luôn. Dạ cuối clip em chào tạm biệt quý khán giả đang xem kênh Bonsai Lộc Tỉnh Miền Tây và hẹn gặp lại quý cô chú trên kênh Bonsai Lộc Tỉnh Miền Tây trên những clip tới sắp tới của em ạ. Dạ em xin chân thành cảm ơn ạ. Rồi con cũng kính chào quý cô chú ha, quý cô chú yêu mến kênh nhớ ủng hộ cho nhà vườn nha quý chú cũng như ủng hộ kênh, con xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại.